Thưa quý vị, gia đình không chỉ là nơi mỗi người được sinh ra và lớn lên, mà còn là nơi được yêu thương, được chở che, là chỗ dựa bình yên vững chắc cho bất cứ ai. Và trong mọi giai đoạn phát triển, hạnh phúc luôn được mỗi gia đình nỗ lực xây dựng và hướng tới. Với chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng, Ngày Gia đình Việt Nam năm 2024 đã nhấn mạnh đến trách nhiệm chăm lo, xây dựng hạnh phúc gia đình, để gia đình thực sự là tổ ấm hạnh phúc của mỗi người và là tế bào lành mạnh, đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Và xây dựng gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng cũng là nội dung của chương trình Hành trình khát vọng kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Thưa quý vị, gia đình là tổ ấm của mỗi người, là tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người. Với ý nghĩa cao đẹp đó, ngày 4 tháng 5 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 72 về việc chọn ngày 28 tháng 6 hàng năm là Ngày Gia đình Việt Nam và chọn tháng 6 chính là tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình. Kể từ năm 2001 đến nay, Ngày Gia đình Việt Nam đã trở thành một sự kiện văn hóa lớn thường niên nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam, là dịp để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đồng thời, nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo của các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội, cùng các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với ông Tâm, để gia đình trở thành bến đỗ bình yên, hạnh phúc, là nơi duy trì được bản sắc văn hóa, các thành viên trong gia đình phải tôn trọng các giá trị chuẩn mực của gia đình truyền thống Việt Nam. Đồng thời, mỗi thành viên trong gia đình ông luôn dành thời gian quan tâm giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, hạnh phúc. Gia đình là số 1, bởi vì gia đình có phát triển được thì xã hội phát triển được. Gia đình là một tế bào của xã hội. Tế bào nó khỏe khoắn mạnh mẽ thì xã hội mới vững được. Thế từ quan điểm đó cho nên mọi cái xây dựng về sự phát triển của gia đình tôi đặt lên hàng đầu. Gia đình là nền tảng của xã hội, là bến bờ bình yên cho mỗi người trở về sau bao mệt mỏi lo toan từ cuộc sống thường ngày. Gia đình có hòa thuận, hạnh phúc, xã hội mới phồn vinh, phát triển bền vững. Để xây dựng hạnh phúc gia đình, luôn cần có sự cố gắng, nỗ lực và cả trách nhiệm từ các thành viên trong gia đình. Gia đình là một cái tập thể thu nhỏ để nó cấu trúc ra một cái xã hội. Và cái xã hội này muốn phát triển thì gia đình nó phải bình ổn. Thì cái hành trình của một cái gia đình làm thế nào để cho nó bình ổn, cho nó hạnh phúc ấy, thì nó phải đến từ cái sự giáo dục từ thời nhỏ. Để chúng ta biết cách chọn bạn mà chơi. Bên cạnh bữa cơm gia đình, chúng ta còn phải hiểu một cách quan trọng hơn bữa cơm gia đình. Tức là hiểu nhau, để rồi thương nhau, để rồi cùng nhau đồng lòng một số công việc. Ví dụ như đồng lòng trong phương pháp dạy con, đồng lòng trong cách xây dựng gia đình. Ngày Gia đình Việt Nam đã trở thành một sự kiện văn hóa lớn nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam. Với thông điệp Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng, Ngày Gia đình năm 2024 nhằm nhấn mạnh việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mình nghĩ là đã là con người Việt Nam ấy, vì là con người của Á Đông thì ai cũng rất là coi trọng mối quan hệ trong gia đình. Và có một cái câu là có một nơi để về đó là nhà, có một gia đình thì đó là hạnh phúc. Và cho nên là Bác Hồ chúng ta cũng đã nói là gia đình là tế bào của xã hội. Mỗi một thành viên trong một gia đình là nếu mà hạnh phúc, nếu mà gia đình êm ấm ấy, thì sẽ làm giúp cho xã hội ngày càng phồn vinh và ngày càng hạnh phúc. Và khi mà xã hội phồn vinh ấy, thì cái chỉ số hạnh phúc của từng gia đình ấy, nó sẽ được nâng cao. Nhưng mình nghĩ là với cái chủ đề này là muốn nhấn mạnh cái vai trò, vị trí của gia đình trong xã hội và nhấn mạnh về cái ý nghĩa vị trí của từng thành viên trong gia đình, nó sẽ là góp phần cho một cái xã hội phồn vinh hơn. Cũng theo bà Hương, gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc là động lực thúc đẩy xã hội phát triển bền vững.
Khi gia đình hạnh phúc thì các thành viên trong gia đình sẽ trở thành những công dân biết yêu thương cộng đồng. Do đó, xây dựng một gia đình hạnh phúc không chỉ là điều tuyệt vời đối với mỗi người và xã hội, mà đó còn là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân. Thành viên trong gia đình, từ ông bà, cha mẹ đến con cái, đều phải có những cái giải pháp, đều phải có sự nỗ lực, đều phải có sự cố gắng. Không thể một phần của gia đình cố gắng thì mới có một cái gia đình hạnh phúc được, mà tất cả các thành viên trong gia đình đều phải cố gắng. Khi mà ông bà là những cái tấm gương, là những cái bậc phía trên để làm gương cho con cháu noi theo, thì đó cũng là một cái phương pháp để giáo dục các thành viên trong gia đình rất là tốt. Có nhiều phương pháp để hàn gắn các mối quan hệ ngoài cộng đồng, và từ đó mỗi người một tí, mỗi người một chút thôi sẽ làm nên một cái xã hội phồn vinh. Thì mình nghĩ đây là một cái sự kết nối, và chắc chắn là mỗi thành viên trong gia đình làm nên một gia đình thật là hạnh phúc, thì nhiều gia đình hạnh phúc sẽ làm nên một cái xã hội hạnh phúc, và xã hội hạnh phúc thì chắc chắn là sẽ làm nên xã hội phồn vinh. Mặc dù theo thời gian có sự biến đổi nhất định, nhưng gia đình Việt Nam đương đại vẫn có những giá trị và giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Khi mỗi gia đình đều hòa thuận, các thành viên chí thú làm ăn, quan tâm chăm sóc nhau, giáo dục tốt con cháu trong gia đình, thì xã hội sẽ ổn định, an ninh trật tự được bảo đảm, góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp, quốc gia thịnh vượng. Qua nhiều thời kỳ phát triển, cấu trúc và quan hệ trong gia đình Việt Nam có những thay đổi, nhưng chức năng cơ bản của gia đình vẫn còn tồn tại, và gia đình vẫn là một nhân tố quan trọng không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Và ngày gia đình Việt Nam đã trở thành sự kiện để ghi nhớ và phát huy truyền thống nề nếp gia phong, đánh thức mỗi người suy ngẫm sâu sắc hơn và hành động thiết thực hơn để xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, tiến bộ, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình và của Tổ quốc. Trước tiên xin được cảm ơn chị Lường Thị Xuyến, Phó Ban Tuyên giáo Chính sách Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Phước đã tham gia trả lời phỏng vấn ngày hôm nay. Dạ thưa chị, gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng là chủ đề của ngày gia đình Việt Nam năm nay. Theo chị thì nội dung này nói lên điều gì? Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng được chọn là chủ đề của ngày gia đình Việt Nam từ năm 2023 và đến nay. Điều đó đã nói lên được cái giá trị của gia đình. Gia đình là nó có đóng vai trò rất là quan trọng với cái sự phát triển của một quốc gia, một dân tộc. Vì gia đình là nơi sinh ra, nuôi dưỡng cũng như là giáo dục các cái thành viên, và cũng là nơi để mà lưu giữ cũng như là truyền lại các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Do đó thì cái chủ đề của ngày gia đình Việt Nam cũng đã nói lên được cái việc muốn có một đất nước được thịnh vượng, được giàu mạnh, văn minh. Điều đó phải xuất phát từ việc là xây dựng một cái gia đình hạnh phúc. Một gia đình hạnh phúc có nghĩa là các thành viên trong gia đình có sự yêu thương, có sự tôn trọng lẫn nhau, cũng như là gia đình hạnh phúc sẽ sinh ra, sẽ nuôi dưỡng những cái con người có ích cho xã hội. Thưa chị, thông điệp gửi đến các gia đình nhân ngày gia đình Việt Nam năm nay nó có ý nghĩa như thế nào trong cái việc giúp các gia đình quan tâm, thấu hiểu những cái giá trị mái ấm và cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc, thưa chị? Ngày gia đình Việt Nam là một cái dịp mà rất là đặc biệt để tôn vinh cái giá trị của gia đình, và cũng là một cái dịp để nhắc nhở mỗi một con người phải nhớ đến, phải tôn trọng những cái gì thuộc về giá trị gia đình, để mà chúng ta nhắc nhở mọi người phải có trách nhiệm, phải quan tâm, phải thương yêu, phải chia sẻ đến với các thành viên trong gia đình, để mỗi một con người phải có trách nhiệm để mà xây dựng cái gia đình của mình sao cho thật hạnh phúc. Và mỗi một con người Việt Nam chúng ta thì có một cái gia đình riêng, nhưng hơn hết chúng ta có một cái gia đình lớn hơn, đó là đất nước. Cái ngày gia đình Việt Nam thì nó không chỉ nhắc nhở đến cái giá trị của những cái gia đình nhỏ đâu, mà nó còn nhắc nhở đến cái giá trị chúng ta phải cùng nhau để xây dựng cái gia đình lớn hơn, đó là đất nước. Thưa chị, gia đình là nơi bắt đầu của sự yêu thương, là nơi mà chúng ta có thể trở về. Theo chị thì bữa cơm gia đình nói riêng, nó có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với mỗi con người? Trong văn hóa truyền thống của người Việt Nam thì bữa cơm gia đình nó có giá trị rất là quan trọng, là nơi mà các thành viên trong gia đình được quây quần lại với nhau, được hỏi han, được chia sẻ sau những cái một ngày hoặc sau thời gian chúng ta làm việc hoặc là học tập bên ngoài.
nó là cái sợi dây để gắn kết các thành viên trong gia đình. Nếu mà xét ở góc độ văn hóa, nó là một cái mà cái bữa cơm, nó là cái giá trị để nói lên cái gia đình. Còn nhưng mà trong cái thời đại ngày nay thì cuộc sống bận rộn rồi, mọi thứ chúng ta cứ cuốn theo, mọi thứ là công việc, các mối quan hệ xã hội bên ngoài, thì cái bữa cơm gia đình mà thuần túy theo đúng giá trị nguyên bản của nó sẽ rất là khó. Vì không thể ai mà có thể duy trì được một cái bữa cơm mà, ví dụ như là ngày hai bữa hay ba bữa, rồi các cái thế hệ như là ông bà cha mẹ con cái để quây quần, thì bữa cơm gia đình trong thời đại này nó sẽ phải khác đi, sẽ phải thay đổi. Và không quan trọng là chúng ta ăn bữa cơm gia đình một ngày bao nhiêu bữa, chúng ta ăn gì hay là chúng ta ăn ở đâu, mà bữa cơm gia đình là cái mà chúng ta, các thành viên trong gia đình được ngồi lại với nhau, chúng ta được hỏi han, được chia sẻ tình cảm với nhau. Xã hội của chúng ta thì ngày càng hiện đại, vậy thì cái sự hiện đại và cái sự áp dụng cái công nghệ đó nó có tác động như thế nào đến cái chủ đề của năm nay, đó là gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng ạ? Trong cái thời đại số, thời đại công nghệ ngày hôm nay thì mọi thành viên trong gia đình đều bị chi phối. Mà một cái, người ta, mình cứ thể gọi ví nôm na, cái điện thoại là kẻ thứ ba trong gia đình, trong quan hệ của cả vợ chồng và trong quan hệ của giữa cha mẹ với con cái. Nhưng trong thời đại số rồi, chúng ta không thể nào mà đi ngược lại. Chúng ta không thể nào mà vì là cái giá trị gia đình để chúng ta quay ngược lại, là chúng ta không, tôi không đi vào cái vòng quay số đó, mà buộc lòng chúng ta phải thay đổi. Thì sẽ có những nhiều cách để mà duy trì cái mối quan hệ trong gia đình. Thì xã hội số nó lại có một cái lợi thế là sau những cái ngày làm việc thì vợ chồng con cái có thể nói chuyện với nhau bằng video call. Thì không thể nói chuyện trực tiếp thì chúng ta vẫn có thể hỏi han nhau qua video call được. Mình vẫn có thể là cho trẻ, dạy cho trẻ được cách là các con sống trong thời đại số như thế nào. Có nghĩa là vẫn có thể cho trẻ sử dụng mạng xã hội, nhưng trong cái khuôn khổ, trong cái sự giám sát và hướng dẫn của ba mẹ. Theo tôi nghĩ thì dù là thời đại nào, dù là công nghệ có hiện đại hay phát triển đến cỡ nào, thì cái việc mà cái sự gắn kết trong gia đình vẫn là cái trách nhiệm của mỗi một người, một thành viên trong gia đình thôi, chứ không có phải là vì bất cứ một tác nhân nào đó mà nó làm gỡ cái mắt xích gắn kết trong gia đình của người Việt Nam mình được. Một lần nữa xin được cảm ơn chị Lương Thị Xuyến đã tham gia trả lời phỏng vấn ngày hôm nay. Chúc chị thật nhiều sức khỏe. Thưa quý vị, xây dựng gia đình hạnh phúc chính là tạo nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vai trò của gia đình. Bác Hồ khẳng định, quan tâm đến gia đình là đúng, vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn. Hạt nhân của xã hội là gia đình. Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm và có nhiều chủ trương chính sách nhằm giữ gìn giá trị gia đình và tạo mọi điều kiện để các ngành, các cấp và mỗi cá nhân chăm lo xây dựng gia đình Việt Nam nọ ấm, hạnh phúc. Để gia đình thực sự là bến đỗ bình yên, nơi duy trì bản sắc văn hóa, đồng thời tiếp thu những cái hay, cái mới, thì trước hết các thành viên trong gia đình phải biết tôn trọng, nâng niu các giá trị chuẩn mực của gia đình truyền thống Việt Nam. Dẫu cuộc sống chưa được sung túc, nhưng gia đình anh Long được hàng xóm đánh giá cao bởi con cái chăm ngoan, cuộc sống hạnh phúc. Điều mà mọi người mến phục ở gia đình nhỏ này là việc nuôi dạy, giáo dục con cái, xây dựng nếp sống gia đình. Để được hạnh phúc, theo anh Long, từng thành viên trong gia đình phải luôn chia sẻ, yêu thương nhau. Gia đình cũng rất là quan trọng, bởi vì mình vào đây lập nghiệp rồi thì bắt đầu bước chân vào, khi lấy vợ thì gia đình là số 1 của mình rồi. Vì khi chung sống với cùng vợ chồng thì là cùng nhau bảo tác nhau để làm ăn và mỗi người một việc. Gia đình chị Hà là một trong những gia đình gương mẫu khi cùng sống êm ả trong ngôi nhà ba thế hệ. Chị Hà cho biết việc duy trì gia đình ba thế hệ cùng chung sống hòa thuận, hạnh phúc không hề đơn giản. Nhận thức rõ vai trò của mình,
vừa là người con, người vợ và người mẹ. Chị luôn tìm cách cân bằng các mối quan hệ để giúp các thành viên trong gia đình luôn vui vẻ, yêu thương nhau. Các cái thành viên gia đình thì mình trong gia đình mình phải sum họp để chia sẻ, san sẻ những cái khó khăn mà dù trong công việc bôn ba ngoài hay là trong gia đình thì cả cái hạnh phúc mình cũng chia sẻ cho nhau và thấu hiểu. Mình cũng rất mong là bữa cơm gia đình của mình á, lúc nào cũng đầy đủ các thành viên trong gia đình để chia sẻ, rồi quan tâm, rồi qua những ngày mà mình làm việc vất vả đấy. Bằng những việc làm thiết thực, các tổ chức đoàn thể ở địa phương đã phối hợp với chính quyền các cấp nhân rộng các mô hình xây dựng gia đình hạnh phúc. Cùng với đó, các hoạt động hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc đi vào chiều sâu đã tạo phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp, giúp mỗi cá nhân nâng cao vai trò trách nhiệm của mình trong phát huy những giá trị tốt đẹp của gia đình, góp phần thúc đẩy sự phát triển địa phương. Địa phương thì cũng luôn luôn là chú trọng đến cái vấn đề xây dựng những cái gia đình hạnh phúc và cũng coi là một trong những cái nội dung chủ yếu trong cái phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, luôn luôn tuyên truyền đến toàn thể cán bộ đảng viên rồi nhân dân trong địa phương thực hiện tốt cái bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, đó là tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ, thì từ đó là nâng cái tầm ảnh hưởng để mọi người biết trân quý cái gia đình. Gia đình là môi trường sống đầu tiên và quan trọng nhất, là tổ ấm hạnh phúc nhất, là nơi chia sẻ mọi nỗi buồn vui, sự thành đạt cũng như khó khăn của mỗi người. Và hạnh phúc tuy không có mẫu số chung, nhưng sự nỗ lực xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng được nhiều người lựa chọn để mang đến niềm vui cho người khác, cho chính mình và cho xã hội. Gia đình chính là nguồn cội, là nơi để chờ đón ta đi xa trở về. Dù ngoài kia có biết bao khó khăn thử thách, nhưng khi trở về với gia đình thì lòng ta cảm thấy bình yên. Và gia đình không chỉ là tài sản vô giá đối với mỗi người, mà gia đình còn là một nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Bởi gia đình hạnh phúc sẽ nuôi dưỡng nên những cá nhân hạnh phúc, phát triển toàn diện, những hạt giống tạo nên quốc gia thịnh vượng. Gia đình có yên ổn thì làng xóm với yên ổn và xã hội với phát triển được. Thì đối với gia đình thì em nghĩ là phải trong ấm thì ngoài mới êm. Thì đối với tất cả những người phụ nữ thì chúng ta là phải luôn luôn biết vun đắp và xây dựng hạnh phúc gia đình. Thì có như thế thì chúng ta mới có tư tưởng ổn định để an tâm công tác. Gia đình là nói chung là tạo một cái động lực cho mình. Nếu mà thật sự là một gia đình hạnh phúc, tạo điều kiện để cho mình phát triển cả sự nghiệp nữa. Về phía gia đình, đối với chúng tôi thì cũng rất là quan trọng. Đó là một nguồn động viên cổ vũ rất là lớn để chúng tôi có thể hoàn thành được cái nhiệm vụ ngoài xã hội mà Đảng và Nhà nước giao. Gia đình thì luôn là nơi bình yên nhất. Khi các cháu đi học hoặc là đi công tác ở xa về thì bố mẹ lúc nào cũng là nguồn động lực để cho các cháu học tập và luôn là hướng về gia đình. Gia đình thì là một tế bào của xã hội. Nhưng cái thực chất của nó thì mình phải nói đến là cái khâu đầm ấm hạnh phúc là đầu tiên. Trước đấy là gia đình, là cha là mẹ. Sau đấy là con cái của gia đình. Xây dựng gia đình hạnh phúc chính là tạo nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc. Nguồn năng lượng tích cực từ mỗi gia đình hạnh phúc sẽ giúp cho mỗi người cống hiến nhiều hơn cho xã hội, cho đất nước. Cho dù đang sống trong thời đại số, chúng ta vẫn khẳng định việc chăm lo, vun đắp, xây dựng, giữ gìn hạnh phúc gia đình là giá trị cao đẹp mà mỗi người Việt Nam luôn hướng tới. Gia đình chính là hạt nhân để thực hiện khát vọng phát triển đất nước, cường thịnh, hạnh phúc. Xây dựng gia đình hạnh phúc chính là tạo nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc, vừa là mục tiêu, vừa là động lực để sự phát triển bền vững của đất nước. Và đến đây thì chương trình Hành trình khát vọng của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước xin được tạm dừng. Trân trọng cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.